Cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo năm 2018 với chủ đề Nông nghiệp xanh do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn phối hợp với Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Đại Nam, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã thu hút được hơn 100 ý tưởng khởi nghiệp đến từ các trường đại học và các tỉnh thành đoàn trong cả nước. Cuộc thi là sân chơi bổ ích dành cho thanh niên, sinh viên toàn quốc có mong muốn thực hiện ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời giúp các bạn trẻ có điều kiện thực hiện hóa ý tưởng đi đến thành công trong tương lai. Tôi đến từ trường đại học Thái Bình và dự án khởi nghiệp chúng tôi là sản xuất rượu ngân thảo rượu với thương hiệu là Phố Vây ạ. Lý do hình thành ý tưởng là hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại rượu không rõ nguồn gốc này, dẫn đến hiện tượng là ngộ độc rượu tràn lan trên cả nước ạ. Lý do mà em quyết định dự án nấm ly lựa chọn dự án nấm Linh Chi để khởi nghiệp bởi vì thứ nhất là em đang là sinh viên của chuyên ngành nấm ăn nấm dược liệu đến từ trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thứ hai là em có biết là nấm Linh Chi là một loại sản phẩm nấm dược liệu được chính phủ đầu tư và phát triển là sản phẩm chủ lực của quốc gia. Thứ ba là nước Việt Nam của chúng ta đầy đủ các tiềm năng để phát triển dòng nấm Linh Chi trên thị trường ạ. Chúng em đến từ khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Đại Nam, thì hiện nhóm chúng em có 3 thành viên. Chúng em có cái giống heo rất là đặc biệt, rất là lạ so với trên thị trường, cộng với việc là chúng em nuôi bằng cám thảo dược ông đậu, là một cái loại cám mà đã được nhà nước cấp bằng sáng chế và công nhận, và kết hợp với lại hai cái đó thì chúng em đã quyết định là cho ra một cái sản phẩm là hắc mộc heo. Trang trại lợn thảo dược hắc mộc heo, trang trại nấm Hà Thành sản xuất rượu thảo dược Tây Bắc là 3 trong 5 dự án lọt vào vòng chung kết được trực tiếp trình bày trước các chuyên gia và các nhà đầu tư với mong muốn tìm được nguồn hỗ trợ để phát triển ý tưởng. Các dự án đã thể hiện được tính táo bạo, sự dám nghĩ, dám làm của người trẻ. Một số dự án đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động và sẽ tiếp tục nghiên cứu ứng dụng để sản xuất có chất lượng tốt hơn, đồng thời mở rộng thị trường không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài. Trong số đó, có không ít dự án đã được các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiếp thị cũng như giới thiệu sản phẩm với các doanh nghiệp lớn trong nước. Trước khi mà có cái cuộc thi này thì chúng em đã nung nấu ý tưởng rồi. Nhóm chúng em thì có 3 thành viên. Thì thực ra thì ý tưởng ban đầu thì là 800 triệu đồng cho cái kinh phí đầu tư, thì chúng em đã huy động được gia đình bạn bè là 400 triệu đồng. Còn 400 triệu đồng còn lại thì chúng em vẫn định đi vay vốn ngân hàng, và dù có không được giải thì chúng em vẫn quyết tâm thực hiện dự án của em. Qua cái cuộc thi này thì bọn em rất là mong muốn là cái ý tưởng của chúng em sẽ được các nhà đầu tư rồi thì những cái nhà tài trợ họ để ý tới và họ sẽ rót vốn đầu tư cho chúng em để cho chúng em một là có thể là thực hiện được cái ý tưởng của mình, hai là có thể mở rộng được cái quy mô trang trại. Với dự toán kinh phí đầu tư thấp, hệ thống trang trại chăn nuôi khoa học kết hợp với nhân giống tạo nguồn sản phẩm dồi dào, khả năng hồi vốn nhanh cũng như lợi nhuận cao. Dự án trang trại lợn thảo dược hắc mộc heo của 3 sinh viên đến từ trường Đại học Đại Nam đã được ban giám khảo đánh giá cao và được ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng tiền mặt, 20 triệu đồng gói đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong vòng nửa năm. Hy vọng trong thời gian không xa, cái tên hắc mộc heo sẽ có mặt trên thị trường. Một dự án khác cũng tận dụng được nguồn thảo dược dồi dào của người dân ở xã Si Lờ Lầu, tỉnh Lai Châu là dự án rượu Phú Vây của nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Thái Bình. Dự án triển khai sẽ góp phần giữ gìn bản sắc rượu truyền thống của người dân tộc, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Hơn nữa, rượu được ngâm bằng men thảo dược sẽ an toàn cho người sử dụng. Với mong muốn, những dự án bước ra từ cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp xanh sẽ khẳng định được chỗ đứng trên thị trường và tạo sức thu hút bởi ý nghĩa của sân chơi trí tuệ này. Ban tổ chức cuộc thi với quy mô chuyên nghiệp, mục tiêu trực tiếp là hỗ trợ để đưa các dự án khởi nghiệp của thanh niên vào thực tế. Từ lần tổ chức đầu tiên cho đến năm 2018 thì chúng tôi đã có những cái đổi mới và nhận được sự thu hút từ các cái trường và các cái đơn vị thành viên. Thì nét mới năm nay thì ngoài những cái dự án mà tham gia từ các trường đại học và cao đẳng thì còn có sự tham gia của các cái đơn vị của các tỉnh đoàn phía Bắc cùng với lại các thí sinh tự do. Năm nay thì chúng tôi có cái sự hỗ trợ của VCCI cùng với lại Trung ương Đoàn, thì các cái dự án không chỉ dừng lại ở việc thi về ý tưởng mà chúng tôi mong muốn là các cái dự án sau khi mà đã thi xong đạt kết quả thì sẽ triển khai cái dự án của mình, và có sự hỗ trợ của Trung ương Đoàn trong việc triển khai hỗ trợ về công nghệ cùng với lại về vốn và đặc biệt là liên quan đến
các cái vấn đề về hậu dự án và thị trường. Khát khao làm giàu và trải nghiệm thực tế bằng việc áp dụng kiến thức kinh doanh đã được học trên lớp vào những ý tưởng không mới với một động cơ kinh doanh không cũ. Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sẽ chắp cánh ước mơ cho những người trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp và quan trọng hơn là khẳng định được tinh thần sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên hôm nay. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.